Đây là một trong những cái công trình kiến trúc độc đáo và lâu đời, có rất là nhiều gắn bó với nhiều thăng trầm của lịch sử thành phố, chứ không phải chỉ riêng về mỹ thuật. Đây là căn nhà mà được rất là nhiều người dân ở Sài Gòn biết đến với cái tên là nhà của chú Hỏa, vì đây là cái công trình do ông Hứa Bổn Hòa, tức là một chú Hỏa, xây dựng. Nhưng mà hiện nay thì công trình đang bị xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng, và mình sẽ đưa các bạn đến khám phá tòa nhà này, cũng như là khám phá những cái coi những cái vết nứt, vết nứt của tòa nhà. Đặc biệt nếu mà các bạn có coi phim Con Ma Nhà Họ Hứa thì đây chính là cái tòa nhà này, bởi vì tòa nhà này được đồn thổi có rất nhiều ma ở trong khu vực này. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn khám phá trực tiếp cái tòa nhà Con Ma Nhà Họ Hứa này nha các bạn nha. Như mình đã nói đây, cái đây là một trong những tòa kiến trúc gọi là độc đáo và đặc biệt nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng từ năm 1929 bởi chú Hỏa nha các bạn. Chú Hỏa từng là một trong những cái người giàu nhất ở Sài Gòn. Hiện nay thì tòa nhà đã được trưng dụng để làm Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì Viện Bảo tàng đang bị xuống cấp rất là trầm trọng này, các bạn có thể nhìn thấy các cái vết nứt này, vết nứt ở các cái khe này. Tất cả các cái vết nứt này đều là do các cái công trình ở phía đằng sau lưng mình đây nha các bạn. Đây là công trình khu tứ giác Bến Thành do tập đoàn Piteco làm chủ đầu tư, họ đang xây dựng này, xây rất là lớn, chỉ cách cái viện bảo tàng có một tuyến đường thôi, là đường Lê Thị Hồng Gấm. Hiện nay rất nhiều báo chí và đài truyền hình họ đã thông tin về cái việc nứt lún của tòa nhà này, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến công trình mỹ thuật kiến trúc cũng như là cấu trúc của tòa nhà nhé các bạn. Hiện nay thì mình đang ở trực tiếp đây, đây là một trong những cái tòa nhà mà có nhiều hiện vật tranh điêu khắc các thứ nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, vì trưng bày rất nhiều, mình cũng hay đến đây họp báo với các thứ nha các bạn. Thì theo quan sát của mình thì có kết cấu chung của tòa nhà nó chưa có bị ảnh hưởng, nhưng mà rất nhiều vết nứt lún và vết gia cố. Cái này thì nó đã bắt đầu từ những năm 2017 khi cái tòa nhà này bắt đầu được xây dựng nha các bạn. Và hiện nay thì càng ngày thì là các cái vết này nó càng lớn ra như các bạn, tường rào cũng như cổng, một số cổng các thứ này các bạn nhìn thấy đang chịu áp lực rất là lớn này, rất là nhiều các cái vết nứt mà mình nhìn thấy này các bạn thấy không, khu vực cầu thang này đã bị ảnh hưởng do tòa nhà phía bên cạnh họ xây, họ đào rất là sâu xuống dưới, đào khoảng 6 tầng như các bạn. Tòa nhà bên cạnh là tòa nhà khu tứ giác Bến Thành như các bạn, do tập đoàn Piteco họ xây dựng này. Thì cái này thì sự việc này kéo dài đã nhiều năm, các bạn nhìn thấy kìa, ở phía xa xa là những cái vết nứt, do sự việc này kéo dài nhiều năm nên là ban lãnh đạo Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn kêu cứu đến lãnh đạo thành phố cũng như là các ban ngành khác để đề nghị vào cuộc, như là buộc cái chủ đầu tư xây dựng cái tòa nhà phía bên cạnh họ phải có cái giải pháp để gia cố cũng như sửa chữa cái công trình này, vì đây là công trình kiến trúc đã được xếp hạng di tích rồi các bạn nhé. Nay mình sẽ tiếp tục đưa các bạn đến thăm những cái khu vực khác của tòa nhà này nha. Hôm nay thì mình đang tiếp tục ở trên tòa nhà này các bạn nha. Mình đang lên trên tầng 2 này, thì ở đây nhìn rất rõ cái công trình khu tứ giác Bến Thành của tập đoàn Piteco nha các bạn. Piteco này họ đang xây dựng, theo dự kiến thì cái tòa nhà này nó sẽ cao khoảng 50 tầng với 6 tầng hầm nhé các bạn, và đào xuống đất là 6 tầng. Chính vì cái công trình nó ở ngay bên sát như vậy nên là cái sức ảnh hưởng nó lên cái công trình của tòa nhà chú Hỏa nó rất lớn, vì tòa nhà chú Hỏa dù sao nó đã xây dựng được gần 100 năm nay rồi, đến nay là khoảng chín mấy năm rồi các bạn. Một công trình kiến trúc rất là đẹp, đã xếp hạng di tích lịch sử rồi, nhưng mà hiện nay đang có nguy cơ bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng. Nó đang bị hư hỏng rồi nhưng mà nó sẽ tiếp tục hư hỏng nếu mà cái tòa nhà bên kia xây mà không có cái các cái biện pháp bảo vệ tòa nhà bên này ấy các bạn. Thực ra thì cách đây mấy năm thì là cái ban quản lý bảo tàng mỹ thuật họ cũng đã từng kêu cứu rồi các bạn, nhưng mà đến nay thì tình hình xuống cấp càng ngày càng nghiêm trọng, hư hỏng càng ngày càng nghiêm trọng. Các bạn nhìn thấy cái tập đoàn Piteco Group rồi. Đây là cái một con vật biểu tượng cũng như là những cái minh chú đã bị hư hỏng ngay đây này, các bạn thấy không? Rất là nhiều các hạng mục bị hư
hư hỏng do tác động của việc xây cao ốc ở phía bên cạnh nha các bạn. Và chắc chắn là khi tòa nhà này càng xây lên nữa thì cái khu vực bảo tàng sẽ càng chịu ảnh hưởng tiêu cực hơn nha các bạn nhé. Và mình sẽ tiếp tục theo dõi đưa thông tin về cái vụ việc này để mọi người nắm rõ tình hình cũng như là thời gian tới xem nó sẽ bị tác động tiêu cực những cái gì nữa nha các bạn nhé. Xin chào các bạn, đây là đằng sau của tòa nhà. Và cái tòa nhà này như mọi người biết ấy, là do chú Hỏa xây dựng. Và chú Hỏa là một những cái trong những cái người từng giàu nhất ở Sài Gòn. Chú sinh năm 1827 và mất năm 1901. Nhưng mà cái tòa nhà này thì lại được xây dựng từ năm 1929, tức là sau khi chú mất khá lâu ấy các bạn. Thì liên quan đến cái sự tích về chú Hỏa này ấy, thì là có rất là nhiều các cái thông tin. Đặc biệt là có nhiều người nói rằng là chú Hỏa này chỉ là một cái thương nhân tay trắng thôi. Ban đầu là hai bàn tay trắng tới Sài Gòn, nhưng mà chỉ sau một thời gian rất ngắn thì chú đã được giàu và giàu nhất Sài Gòn. Thì có rất nhiều giai thoại về việc này nhé các bạn. Đặc biệt là có nhiều người nói rằng là chú Hỏa lúc đầu đến Sài Gòn á, thì chú buôn ve chai các bạn. Buôn ve chai xong rồi chú mua đồ cũ và mua được một cái bức tượng. Tượng thì người ta bán thì người ta bảo là tượng đồng, nhưng mà khi mua về thì mới biết đấy là vàng ròng. Chính vì được cái bức tượng đấy nên chú trở nên cực kỳ giàu có. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng là chú lại buôn đồ cổ. Trong cái mua đồ ve chai ấy, thì chú vô tình mua được rất là nhiều đồ cổ. Các cái đồ cổ này vì chú là người tàu ấy, người Hoa tàu ấy, nên là chú ấy mang được về Trung Quốc, chú bán và được rất là nhiều tiền, nên là trở nên giàu có. Ngoài ra còn một người nói rằng là chú ấy là quân của nhà Thanh chạy loạn sang Việt Nam. Trước khi chạy loạn thì chú ấy có rất là nhiều vàng bạc của nhà Thanh, nên là khi chạy loạn sang Việt Nam thì chú ấy mang cho và chú ấy bán nên chú ấy trở nên giàu có. Trong tất cả những các cái giai thoại này ấy, thì đều có một chút sự thực và cũng có một chút hư cấu. Nhưng mà nó đều giải thích rằng là cái việc chú Hỏa bất ngờ giàu nên nhanh chóng ấy các bạn. Ngày xưa chú từng là một trong những cái người mà sở hữu nhiều nhà nhất. Thậm chí đến bây giờ vẫn nhiều nhà nhất. Chú ấy có khoảng gần 30.000 căn nhà ở Sài Gòn nha các bạn. Bệnh viện Từ Dũ này, khách sạn, các cái dãy chung cư thấp ấy, ngày xưa ở trên rất là nhiều đường chính. Ngoài cái căn tòa nhà chú Hỏa này thì chú còn rất là nhiều các cái công trình khác nữa. Đây được mệnh danh là một trong những người giàu nhất ở Sài Gòn ngày xưa các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đưa các bạn đến thăm các cái nơi khác của tòa nhà chú Hỏa nha các bạn nha.